đi phân loại phân phát. Thế thì nguyên tắc chung là như vậy, nhưng mà mục tiêu của mình là chọn lượng chất làm sao thuận lợi về tính toán, và cái thuận lợi đây là gì, là số mol của các chất nó tròn. Bởi vì các em biết là trong giải toán hóa học ấy, thì số mol là cái đơn vị cơ bản, từ số mol mình đổi được khối lượng này, từ số mol đổi được thể tích này, từ số mol tính được nồng độ vân vân, rất nhiều thứ từ số mol. Vì vậy cho nên mình chọn lượng chất là đảm bảo là sao số mol nó tròn nhất. Thế ở đây thì thầy phân loại các em dựa theo cách mà mình đi chọn lượng chất như thế nào. Thì có các cách sau đây. Cách thứ nhất là chọn một mol. Chọn một mol này thì nó có thể là một mol của một chất ở trong phương trình phản ứng, có thể là một mol của chất nào đó trong hỗn hợp. Đấy là cách chọn thứ nhất. Thế thì lấy ví dụ thứ nhất, ví dụ rất đơn giản thôi. Bây giờ cho hỗn hợp A gồm có CO2 và SO2 có tỷ lệ 1:4 về khối lượng. Đề bài yêu cầu là tính tỷ khối hơi của A này so với metan CH4. Ví dụ như thế, đây là một cái bài nó rất là đơn giản. Nhưng mà cách làm thì không phải bạn nào cũng làm đúng. Cái tỷ khối hơi của A so với CH4 là số liệu tương đối, đúng không nào? Thầy vừa phân tích rồi, tỷ khối là một số liệu tương đối. Tỷ lệ này cũng là một số liệu tương đối. Như vậy là ta nhìn vào đề bài toán, ta biết rằng là ta sẽ phải làm bằng pháp tự chọn lượng chất. Nhưng chọn như thế nào? Thế thì là thông thường ý, khi mà có tỷ lệ như thế kia thì các bạn hay chọn theo cách là các bạn chọn là CO2 1 gram, rồi là SO2 4 gram, bởi vì tỷ lệ đề bài cho tỷ lệ về khối lượng mà. Nhưng có điều là khi chọn như thế này thì các em thấy là số mol nó rất là lẻ, 1:44 lẻ, đúng không nào? Thế thì ta sẽ không chọn như thế, ta sẽ chọn một cách là giả sử có một mol CO2. Thế theo tỷ lệ khối lượng là 1:4, ta sẽ có một mol CO2 tương ứng là 44 gram CO2, đúng không? Thế thì các em sẽ có được M của SO2 sẽ bằng 4 nhân với 44, đúng không? 176 gram. Và từ đó có được M trung bình của hỗn hợp A bằng M nhỏ trên N sẽ bằng này. Đây thì có bạn đã lấy là 44 cộng 176, thực ra thì cũng được thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng mà thầy nghĩ là ta không cần phải làm như vậy. Ta có thể lấy 44 nhân 5, đúng không? Rồi chia cho. Vì là nhân 5 ấy, thì nó dễ tính hơn. Nhân 5 thì tương đương với chia 2, rồi nhân 10, đúng không nào? Ta sẽ có 220 ngay, các bạn thầy nhầm được. Thế còn số mol ở dưới tương ứng sẽ là 1 mol SO2, xin lỗi, CO2 ta đã chọn. Còn SO2 sẽ là 176 chia cho 44. Đấy. Đến đây thì ta sẽ có được M trung bình của hỗn hợp A. Chờ anh xem kết quả nhé. Chờ, đi tiếp nhé. Sẽ bằng là 176/3. Từ đó thì các em dễ tính được tỷ khối hơi của A so với metan bằng cách lấy 176/3 rồi chia cho 16.